Vô. Rồi, tới luôn. Tới luôn. Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái mẫu xe mới về bên em ha. Đó là dòng Toyota Innova. Đời này là đời 2014 nha anh chị nha. Form dáng mặt ca lăng nè anh chị nè. Rất là đẹp ha. Đời 2014. Bạn này là bạn E nha anh chị nha. Xe số sàn. Bên em đang bán với giá là 340 triệu. 340 triệu anh chị sẽ sở hữu một chiếc xe như thế này. Bây giờ em sẽ đi sơ một vòng cho anh chị xem ha. Xe này thì anh chị có thể là lấy về đi gia đình. Thứ hai có thể là kiếm thêm nhờ chạy dịch vụ ha. Ai kêu mình chạy có thể là kiếm thêm được. Nó là sự một sơn màu bạc nè anh chị. Đây có về bước chân nè. Nhìn rất là đẹp ha. Mâm này mâm đúc. Mâm đúc riêng luôn nha. Dòng này bạn 2 chấm. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng là 10 đến 11 lít nha anh chị nha. Form đít đằng sau xe thì anh chị thấy rất là ngầu ha. Sẽ có là cảm biến ve luôn. Đây cho anh chị xem nè, bên trong nè. Cái sàn bên trong nè. Bọng dè rất là đẹp ha. Bốn cái vỏ thì còn tạm được thôi. Nói chung là không được đẹp lắm. Mâm thì vẫn là mâm đúc ha. Xi nhan trên gương có nói chung là đầy đủ. Xe đăng kiểm còn rất là dài, đến tháng 2 năm 23 nha anh chị nha. Máy thì đang nổ mà nổ rất là êm. Anh chị thấy cái dàn đèn không? Đẹp ha. Đó, đèn gầm có luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị đi sâu vô bên trong xem là cái chiếc xe này bên trong là sẽ ra sao ha. Đây đời 2014 thì xe này em cũng nói luôn là xe này trước đây là có dịch vụ ha, taxi, nhưng mà chất lượng xe thì nói chung là còn đẹp và cũng đã coi như qua kiểm định ha, kiểm tra thì xe còn rất là ngon. Đây cho anh chị xem nguyên cái dàn ghế này, dàn ghế nỉ zin nè. Nhìn không? Còn rất mới ha. Nếu anh chị nào mà nếu mà thích ghế ghế nị thì để, còn nếu mà không thì bọc lại lớp da thì nó sẽ sạch hơn. Vô lăng thì đẹp. Vô lăng cụ số còn rất đẹp ha. Xe sẽ trang bị làm màn hình. Cam da đầy đủ hết ha. Đây, mấy cái phần tấp bi nè nhìn. Chuyển lên xuống là rất là nhẹ. Dòng Toyota thì nó rất là bền nha anh chị. Nó rất là bền cho nên là được rất nhiều khách hàng ưa thích. Lấy những cái dòng xe này về chạy gia đình thì miễn bàn luôn. Keo chỉ còn đủ ha. Anh chị nào mà thích cái dòng xe này thì hãy liên hệ liền ha cho bên em. Anh chị thấy không, cái khoang rất là rộng và cái dòng Toyota thì nó dàn lạnh nó chia đều hết ha. Hàng ghế nào cũng có hết. Cho nên là ngồi sau là cũng lạnh hơn chị ha, không có sợ nóng. Và kiểm tra thì đằng đít xong nè anh chị nè. Tinh tán là nguyên hết ha. Hai bên như nhau hết. Cái bánh sơ cua thì nó sẽ nằm bên dưới này nha anh chị nha. Bánh sơ cua nó nằm bên dưới nè. Sẵn đây em cho anh chị xem cái sàn luôn. Sàn đẹp hơn ạ. Đời cao. Rồi. Đây cho anh chị xem luôn cánh cửa bên này. Cái hàng ghế sau này anh chị nè. Ngồi rất thoải mái ha. Xe này bày cho ngồi. Tha hồ rộng rãi. Về tha hồ đi du lịch vi vu ha. Chở gia đình đi chơi. Còn dàn lạnh phía sau này thì đây em bật lên luôn. Gió nó sẽ tạt vô đây người ha. Mát. Tắp bi xe thì đẹp. Chuyển lên xuống nhẹ nhàng. Vậy đó. Tôn này không được ha. Xe này cái dòng này sẽ trang bị là hai túi khí anh chị nha. Đây, một cái là bên này và một cái bên tài ha. Bên lơ cái bên tài cái. Trang bị hai túi khí. Thì anh chị nào mà thích cái xe này hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye và chào, hẹn gặp lại.